Đối với một số người, đây có thể là điều gây khó chịu, nhưng đối với những người khác, đây là một giải pháp hoàn hảo không gây ô nhiễm, dùng nước mưa để nấu bia. Trong nỗ lực tận dụng lượng nước mưa thừa thải trong mùa hè, một nhóm các doanh nhân Amsterdam và một nhà máy bia nhỏ ở địa phương cùng nhau tạo ra một giải pháp bền vững. Toán của chúng tôi cùng đưa ra một giải pháp, và đồng thời tôi cũng nấu bia cho chính mình. Tôi nghĩ mình cần nước để nấu bia. Lại bị mưa nhiều như thế, tại sao lại không kết hợp hai việc này với nhau? Tất cả nước mưa hứng được trên mái nhà được chuyển đến một bồn chứa khổng lồ phía sau. Chúng tôi có đặt máy bơm và một bộ lọc để gạn những chất bẩn. Nước mưa được chứa ở đây sau đó chảy qua ống vào bộ lọc và nước sạch sẽ chảy ra. Điều nghe chừng như đơn giản, hứng nước mưa trên mái nhà, lọc nước mưa và nấu bia, nhưng đã khiến nhiều người ngạc nhiên khi ông Hobi tiếp cận nhà máy bia The Rowe. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện nấu bia với nước mưa, và tôi rất phấn khích, nhưng cũng hơi sốc vì chưa bao giờ nghe chuyện này. Nhưng chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đi tới lịch trình những gì muốn thực hiện, vì đây là kinh nghiệm đầu tiên, chưa ai từng làm, và đây là một dự án rất sáng tạo. It's a very innovative project. Kể từ tháng 3, nhóm thu được hơn 200 lít nước mưa và đưa vào sản xuất ra 1.000 lít bia. Hứng nước mưa là một chuyện, nhưng lọc nước mưa để tiêu thụ là một thử thách. So we made sure it's been filtered. Chúng tôi phải đảm bảo là nước mưa được lọc sạch, được nấu sôi để không có vi khuẩn, không bị nhiễm khuẩn Legionella. Đây là bước chính. Mất rất nhiều thời giờ, vốn không phải làm khi nấu bia thông thường. Mẻ bia đầu tiên được gọi là Hermes Water, có nghĩa là nước uống từ thiên đàng, hầu như được bán sạch. Và giờ đây, khi đã chinh phục được một nhà máy bia, bắt đầu sản xuất bia bằng nước mưa, ông Hobi nói có nhiệm vụ phải thuyết phục các ngành công nghiệp khác cũng có các sản phẩm từ nước, tận dụng nước mưa. Chúng tôi muốn chú trọng đến những sản phẩm thân thiện với người tiêu dùng, mà cũng sử dụng nhiều nước, chẳng hạn như súp hay giấy, vì công nghiệp giấy cũng dùng nhiều nước. Do đó, chúng tôi nghĩ tới tất cả các món hàng mà mọi người có thể mua và dùng, nhưng cũng là một công cụ để giúp mọi người nhận thức được vấn đề từ mưa. Cùng với hiện tượng biến đổi khí hậu, mùa hè tại một số nơi ở châu Âu như Hà Lan chẳng hạn ngày càng nhiều mưa hơn, cho nên sẽ có đủ lượng nước miễn phí dùng cho mọi công dụng.